Tiếp theo nữa là em xin review thêm một cái dòng da nữa, mà cái dòng da mà đang được bán chạy nhất trên thị trường trong cái thời gian là tầm 3 năm trở lại về đây. Kể cả bên OneTech Pro phân phối cho hàng mấy chục nghìn khách hàng rồi, hoặc là trên cả thị trường về đồ da, thì là đấy là cái dòng mà em giới thiệu qua, đấy là cái dòng da Napa. Napa thì nó sẽ có rất là nhiều loại. Như theo em được biết thì là gồm có Napa loại 1 này, dòng chuẩn của Italy này, Napa loại 2 và Napa của Mộc Châu. Đấy, thì nó lại có nhiều loại như vậy. Thì làm sao để nhận biết được đâu là dòng da Napa xịn và đâu là dòng da Napa thường và đâu là Napa loại rẻ? Đấy thì là như các anh chị mua hàng thì là làm sao để nhận biết được, để tránh là cái tình trạng là bị các bên là lừa dối chúng ta. Thì bây giờ là em xin review kỹ và em tư vấn cái dòng da này cho quý anh chị xem này. Thì như cái dòng da Napa thì đây em giới thiệu qua trước về cái dòng da Napa này. Dòng da Napa thì là như dòng da Napa thì có Napa thật, dòng da của chuẩn của Italy, mang thương hiệu nhãn mác, nơi sản xuất là của Italy luôn, chính hãng là Italy luôn. Dòng này thì ưu điểm của nó là rất là mềm, nó cải tiến so với cái dòng da thật của Anh Quốc là nó khắc phục được những cái nhược điểm của dòng da Anh Quốc, như là về màu sắc này. Màu sắc thì như dòng Anh Quốc thì nó da thật Anh Quốc ấy, thì nó chỉ có khách làm nào làm, nhưng mà nó vẫn không có thích về cái màu sắc nó ví dụ những cái màu tím than, hoặc là những cái màu kem, hoặc là những màu trắng, hoặc là những cái màu hồng, màu cam, thì lại màu vàng thì lại không đáp ứng được. Thì là như dòng da Napa này nó có cả mấy chục màu để cho khách hàng lựa chọn về màu sắc. Về hai nữa là công nghệ cải tiến sau cùng của cái dòng da này là nó mềm hơn. Về độ mềm thì nó mềm nhất trong tất cả dòng da rồi, và nó khắc phục được cái nhược điểm của cái dòng da thật là nó có vân, còn cái dòng da Napa này là nó không vân, hoàn toàn không vân, tất cả những cái dòng da Napa nó không vân. Và nó dòng da Napa thì là ngồi nó lên form, nó dễ lên form, mà khi lắp lên bộ ghế thì hoàn toàn sang xịn, nhìn nói chung là đẳng cấp, nó xứng tầm, nhìn nó đẹp. Cái sản phẩm nào là cái sản phẩm nâng cấp cuối cùng thì nó nào nó cũng đẹp hơn, và nó nhìn nói chung là nó là cái sản phẩm nói chung là nó cũng rất là tốt, nó khắc phục được những cái nhược điểm của những cái phiên bản cấp thấp hơn. Đấy. Cái dòng da này thì là đang là bán chạy nhất của bên em, kể cả trên thị trường. Thì cái dòng da này thì nó phù hợp với những cái dòng từ tầm trung trở lên nhá, quý anh chị nhá, từ tầm trung. Nếu mà cũng là từ tầm trung gia đình, nhưng mà những cái vị khách nào người ta thích cái nâng cấp, cái gói cao cấp hơn, thì người ta sử dụng dòng da Napa. Tầm trung cho đến những dòng cao cấp, và đặc biệt như có 3 loại này. Như dòng Napa của Italy thì là 90% khách những dòng xe cao cấp hạng sang, ví dụ như là Mercedes, BMW, Audi, Lexus, Land Rover, rồi những cái dòng như là xe đua thì người ta sử dụng cái dòng này để người ta đổi màu hoặc là người ta độ, thì là 90% khách làm cái dòng này. Còn cái dòng của dòng da Napa, đây là dòng da Napa cũng là của Ý này, nhưng mà loại 2. Thì cái dòng này loại 2 này thì là nó, hai cái dòng này nó khác nhau ở đâu mà để cho nhận biết này. Thì dòng này là nó không vân, cái này cũng không vân, nhưng mà nó cái vân của nó thì vân bên này thì nó vẫn nhỏ hơn và nó đẹp hơn, không có vân, vân trơn vân nhẵn như dẫn Lexus 570 ấy. Và cái này thì hơi sợn sóng một tí nhưng cũng gọi là không vân. Hai dòng da này đều là rất mềm hơn cho với những cái dòng da em vừa review, nhưng mà cái dòng da này thì là nó sẽ là mềm hơn này. Da Napa Ý nó mềm hơn hẳn luôn, quý anh chị mà ở đây á, thì trải nghiệm sờ luôn trực tiếp trên da thì là nó sẽ mềm hơn đấy ạ, mềm hơn rất là nhiều đấy. Còn cái dòng da này thì nó cũng mềm đấy, nhưng không mềm bằng, và cái độ đàn hồi của cái này thì cũng có, nhưng sẽ không bằng cái dòng da Napa của Italy này được. Đồ của Italy đàn hồi rất là tốt, kể cả dòng da của da thật, độ đàn hồi của nó cũng rất là tốt. Khi mình nheo vào cái bề mặt da này thì nó có cái sự co nhăn lại nhé. Tiếp nữa này,
cái dòng da nắp 3 của loại 2, còn cao cấp của Mộc Châu thì dòng này thì những cái phân khúc chạy gia đình thì khách hàng cũng hay sử dụng. Ví dụ như là Innova, Fortuner, Everest đấy, như cái dòng CX5 thì khách hàng không thích cái phân khúc của Singapore nhưng khách người ta vẫn thích cái dùng cái dòng này thì bên em vẫn đáp ứng được cái dòng này. Dòng này thì nó giá thành này nó cũng phải chăng, nó cũng không cao quá, nó tầm nó chỉ rơi vào tầm 8,5 triệu đến 12 triệu thôi. Đấy tầm vậy đến 7 triệu thôi. Đấy ví dụ vậy. Thì dòng này thì cái vân của nó ấy, nó cũng gọi là không vân nhưng mà khi mà dấu hiệu nhận biết của cái này so với những cái dòng da nắp 3 cao cấp hơn ấy, thì nó lại rất là dễ. Tại vì trên bề mặt của nó sẽ nó có một cái nó sẽ dấu nhận biết được nó giống như cái hạt đấy, hạt tròn tròn nhỏ nhỏ rồi li ti, giống như là hạt cát ấy. Thì quý anh chị nhận biết rất là rõ, thì tí nữa em quay cận cảnh cho anh chị xem đây này, đây thấy không? Đấy. Và cái này thì nó chủ yếu nó đây là da công nghiệp rồi. Nên là nó cái độ đàn hồi của dòng da này kém hơn hai cái dòng da nó ba này. Đấy. Thường như là khách làm bộ ghế hoặc là làm bọc da nội thất thì khách hay làm cái dòng này. Đấy. Còn khách đổi màu thì chủ yếu làm cái dòng hai cái dòng này, phân khúc cao hơn. Như là chủ yếu là của dòng da nó ba ý loại xịn. Cũng bây giờ cũng ít khách làm da thật của Anh Quốc rồi. Vì nó cái dòng này nó ra một phát là nó sang xịn, nó khắc phục được những nhược điểm là nhiều khách hàng lựa chọn. Nó nhiều tính năng ưu việt hơn. Thì quý anh chị xem cái dòng da nắp 3 này nhá.